Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Wasabi mantini yan nya. Cocktail anh gì nhá? Ủa làm mùi nhá. Dạ mời anh. Dạ mời. Làm luôn đi. Chuẩn bị đứng kế bên là ăn xanh là vô luôn. Tôi tin chắc rằng sự kiện ngày hôm nay sẽ không để cho quý vị phải thất vọng. Vâng, kính thưa quý vị, công ty cổ phần Thăng Long Xanh là đơn vị cung cấp các sản phẩm dịch vụ về giải trí, ẩm thực hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiệm và uy tín trên thị trường. Và trong suốt gần 10 năm hình thành và phát triển, thì công ty đã nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến, đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt đến từ phía quý vị. Đó chính là nguồn động lực lớn lao giúp cho chúng tôi có thể phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ để cống hiến tới quý vị những sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhất. Và cũng nhằm đáp ứng nhu cầu về ẩm thực ngày càng cao của thực khách, mà công ty hân hạnh được tiếp tục cho ra mắt thêm hai sản phẩm mới, đó chính là hai đứa con tinh thần của chúng tôi. Đó chính là nhà hàng Aoi Sushi và Hải sản Blue. Và ngày hôm nay thì tất cả chúng ta có mặt tại đây để cùng tham dự sự kiện đầu bếp chủ tài nhân sự kiện khai trương nhà hàng Aoi Sushi và Hải sản Blue. Kính thưa quý vị, đến với sự kiện này thì chúng ta vinh dự chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía công ty cổ phần Thăng Long Xanh có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Vâng ạ, xin mời quý vị có thể dành một tràng pháo tay để chào đón ông Đỗ Văn Tám ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của siêu đầu bếp Việt Nam chuyên món Nhật Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thăng Long Xanh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Duy Tân, Tổng Quản lý, Tổng Bếp trưởng nhà hàng Aoi Sushi và Hải sản Blue. Về phía các khách mời tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu siêu đầu bếp Việt Nam chuyên món Âu Nguyễn Văn Tú. Xin được trân trọng giới thiệu Á quân bartender châu Á 2015, anh Dũng Ken. Và cùng với đó thì chúng tôi vinh dự chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý, đó chính là những đối tác khách hàng của công ty cũng như các anh chị em bạn bè thân hữu của công ty. Chúng tôi xin được dành một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào đón sự hiện diện đầy ý nghĩa của tất cả quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì để chính thức bắt đầu chương trình này, chúng tôi xin trân trọng kính mời siêu đầu bếp Việt Nam chuyên món Nhật Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng
tổng giám đốc công ty cổ phần Thăng Long. Trân trọng kính mời anh. Xin mời cái mic. Tạm lấy cái mic bên kia nha. Đầu tiên thì hãy xin cảm ơn đại diện công ty Thăng Long 3. Xin cảm ơn tất cả quý khách đã đến đây tham dự buổi Grand Opening của nhà hàng Aoi Sushi và Hải sản Blue. Thì đại diện công ty hãy xin nói lời cảm ơn chân thành vì đường xa từ một số anh chị em đến từ Hà Nội, đến từ những nơi lân cận Vĩnh Yên. Thì thay mặt công ty hãy xin cảm ơn tất cả các anh em đã đến Aoi Sushi và Hải sản Blue để dự buổi tiệc hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Minh Hải. Và kính thưa quý vị, nhà Aoi Sushi và Hải sản Blue có thể nói chính là những sản phẩm đã được gây dựng từ tâm huyết của những người lãnh đạo của công ty cổ phần Thăng Long Xanh, cũng như là một sản phẩm được gây dựng từ tâm huyết của CLB Việt Nam Nguyễn Minh Hải. Với quy mô 2.500m², nhà hàng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng, mang đậm phong cách Nhật Bản. Thực đơn tại đây cũng vô cùng phong phú, đa dạng với những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu Nhật Bản, được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo được tươi ngon, đạt được các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cùng với đó thì đội ngũ nhân viên tại đây cũng có tác phong làm việc bài bản, chuyên nghiệp. Và chúng tôi chắc chắn rằng khi đến với Aoi Sushi cũng như Hải sản Blue, quý vị sẽ được phục vụ một cách nhiệt tình, chu đáo và chắc chắn sẽ hai đứa hai bên hôm nay nhấc cá lên xong rồi lấy cái này ra. Hai đứa nhấc cá, còn hai đứa để góp phần làm mang ẩm thực của Nhật Bản đến gần hơn với thực khách trên cả nước nói chung, cũng như là với những thực khách tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Và cũng hai đứa nhấc cái kia, hai đứa ai bên kia thì nhấc, hai đứa trong đây lên đây. Rồi nhấc cái này ra. Đó chính là hoạt động trình diễn về ẩm thực đến nhấc cái kính nha. Bếp Việt Nam cũng như những bartender đặc biệt. Lấy cái thớt. Vậy thì ngay trên sân khấu chúng ta lúc này đây, kính thưa quý vị, đó chính là sự hiện diện của các siêu đầu bếp Việt Nam cùng với bartender nổi tiếng. Họ sẽ cùng nhau tay vào một phần trình diễn. Em muốn cá này ra, em kinh cái này ra. Để quý vị đến phần trình diễn vô cùng ấn tượng. Và sau phần trình diễn này thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhiều tới quý vị những món ăn đặc sắc mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy hướng về phía sân khấu để cùng với chúng tôi đi lùi ra. Những phần trình diễn đặc biệt đến từ các siêu đầu bếp và bartender nổi tiếng của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Không. Đặt cái thớt không? Xích vào này chút. Em xuống lấy một cái khay gì để bỏ mấy cái đồ dơ ở đây cho anh hiểu không? Lấy cái khay bỏ to. Họ sẽ cùng nhau trổ tài trình diễn một phần trình diễn ẩm thực vô cùng ấn tượng để cống hiến những món ăn ngon, những thức uống đặc biệt gửi tới cho tất cả quý vị trong sự kiện ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị đứng ở giữa khu vực bếp của chúng ta, đó chính là siêu đầu bếp Việt Nam chuyên món Nhật Nguyễn Minh Hải. Anh là một trong 5 người Việt Nam đầu tiên đã được báo đài bầu chọn làm siêu đầu bếp của Việt Nam. Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực ẩm thực chuyên nghiệp, anh đã có nhiều năm công tác trong các nhà hàng, khách sạn và resort nổi tiếng. Vâng ạ, và cùng với sự góp mặt của anh ngày hôm nay thì chúng ta cũng được vinh dự chào đón siêu đầu bếp Việt Nam chuyên về món Âu, anh Nguyễn Văn Tú. Và cùng với đó thì đứng ngay bên cạnh bên tôi đây chính là người bartender nổi tiếng của Việt Nam, anh Dũng Ken. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị, anh Dũng Ken là quán quân của cuộc thi bartender tài năng năm 2012 và là á quân của cuộc thi bartender châu Á năm 2015. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế thì anh đã từng công tác tại khách sạn 5 sao nổi tiếng Lotte Hotel Hà Nội và một số nhà hàng khách sạn nổi tiếng khác ạ. Và ngày hôm nay thì các siêu đầu bếp cũng như là bartender của chúng ta cùng có mặt tại đây để cùng trình diễn gửi tới quý vị những màn trình diễn đặc biệt với những sản phẩm, những nguyên liệu chúng ta được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản. Và bên cạnh đó thì sẽ cống hiến tới cho quý vị những món ăn cũng như là những thức uống đặc sắc nhất. Chúng tôi rất là mong là quý vị sẽ cùng hướng sự tập trung của mình về phía sân khấu để cùng theo dõi những hoạt động ngày hôm nay, cũng như là chúc cho quý vị ít phút nữa thì chúng ta sẽ có được một bữa tối thật là ngon miệng và đầy ấn tượng với nhà hàng Aoi Sushi và Hải sản Blue. Vâng ạ, như quý vị cũng có thể quan sát là trên sân khấu của chúng ta lúc này thì có một cái loại nguyên liệu rất là đặc trưng của Nhật Bản đúng không ạ? Một chú cá ngừ khổng lồ
mà chúng tôi tin chắc rằng tất cả những quý vị ở đây thì đều không thể rời mắt khỏi chú cá ngừ này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chú cá ngừ này đã được vận chuyển tới đây như thế nào, cũng như là kích thước của chú cá ngừ này như thế nào ạ. Quý vị ơi, không biết là ở phía dưới thì quý vị có đoán được là chú cá ngừ của chúng ta thì có trọng lượng là bao nhiêu kg không ạ? Vâng, quý vị thử trổ tài đoán thử xem là chú cá ngừ này có trọng lượng bao nhiêu kg ạ? Tôi sẽ hỏi thử một vài những quý vị thực khách ở đây để xem là quý vị đoán chú cá ngừ này nặng như thế nào ạ? Xin phép được hỏi một khách hàng mà đứng ngay gần mình đây ạ. Anh có thể đoán là chú cá ngừ này nặng bao nhiêu cân không ạ? Con này khoảng 48 cân. Chắc khoảng 48 cân ạ. Vâng ạ, con số mà anh đưa ra là một con số mà nó không được tròn lắm đúng không ạ? Thông thường thì họ sẽ đoán là 40 hoặc là 50. Thì không biết là mình đã suy nghĩ như thế nào mà mình đưa ra con số là 48 vậy ạ? Anh án chừng là như vậy ạ. Vậy còn không biết là với vị thực khách nữ của chúng ta thì chị đoán là con cá này sẽ nặng bao nhiêu cân ạ? Chắc là khoảng 60 cân cơ ạ. Vâng ạ, vậy là những vị khách của chúng ta họ có những đánh giá về chú cá ngừ này rất là lớn. Có người thì cho rằng con cá ngừ nặng gần 50 cân. Có người thì án chừng là chú cá ngừ này nặng tới 60 cân phải không ạ? Và quý vị thân mến, là quý vị có biết được là con số chính xác là bao nhiêu không ạ? Chú cá ngừ này của chúng ta nặng 44 kg đấy ạ. Vâng ạ, tức là nếu như mà với một người Việt Nam với thể lực nhỏ bé thì có lẽ là cũng bằng cân của một người phải không ạ? Vâng ạ, và đây là một chú cá ngừ có thể nói là khổng lồ. Ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng đây là một cái điều rất là ấn tượng đầu tiên khi mà quý vị đến với nhà hàng của chúng ta, cũng như là theo dõi phần trình diễn này phải không ạ? Và siêu đầu bếp Minh Hải của chúng ta sẽ tiến hành sơ chế với nguyên liệu từ chú cá ngừ này, và sau đó thì bên cạnh đó siêu đầu bếp Văn Tú cũng sẽ trổ tài chế biến một số món ăn từ nguyên liệu là cá ngừ để chúng ta có thể cống hiến tới những quý vị ở đây. Và cũng bên cạnh đó thì anh Dũng Ken ạ, bartender nổi tiếng của châu Á 2015, anh cũng đang trổ tài để pha chế một số loại cocktail và cống hiến tới quý vị để ăn kèm với cả những món ăn đặc biệt này. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi rất là muốn đây này. Các bạn quý vị thân mến ạ, bây giờ thì có lẽ là những quý vị ở đây thì cũng đang rất là nóng lòng, rất là háo hức muốn biết xem là ngày hôm nay thì những đầu bếp của chúng ta sẽ trổ tài thể hiện những món ăn gì, cũng như là những thức uống gì gửi tới quý vị được không ạ? Có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ra để giao lưu nhiều hơn với các siêu đầu bếp để lắng nghe những chia sẻ của họ được không ạ? Có lẽ là đầu tiên thì chúng ta sẽ giao lưu với cả siêu đầu bếp Minh Hải đi ạ. Anh Minh Hải thân mến ạ, ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của tất cả quý vị ở đây, rất là đông các thực khách, và anh đang trổ tài sơ chế một chú cá ngừ với trọng lượng là 44 kg. Thì không biết là đây là lần thứ mấy mà anh Minh Hải trổ tài chế biến cũng như là sơ chế nguyên liệu với một chú cá ngừ khổng lồ như thế này ạ? Nói chung là về nguyên liệu cá ngừ này thì Hải đã sơ chế nó rất là nhiều lần, thậm chí là rất là hàng trăm con. Thì hôm nay là đối với sự kiện đặc biệt thì cũng muốn làm một số món liên quan đến cá ngừ để gửi đến những quý vị được món ăn ngon nhất. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Hải ạ. Và tiếp theo thì chúng ta có lẽ là sẽ cùng di chuyển sang phía bên này để xem là siêu đầu bếp Văn Tú thì anh đang hoàn thành những công đoạn tiếp theo như thế nào ạ? Vâng ạ, wow, đứng bên cạnh nhà Minh Thu đây ạ. Anh Văn Tú, anh vừa mới hoàn tất xong một món ăn rất là đẹp, rất là ấn tượng ạ. Anh Văn Tú, anh có thể chia sẻ một chút cho quý vị ở đây được biết là mình vừa mới trổ tài chế biến món ăn gì đấy ạ? Hôm nay Tú Hóa đến là rất là vinh dự đến thành phố Vĩnh Yên để cùng với cả người em trai là sư phụ Minh Hải làm món ăn thịt bò Mỹ ăn kèm với cả khoai tây nghiền và lấm xào. Nhưng tất cả những món ăn ngày hôm nay Tú làm sẽ là hai món, lát nó sẽ kèm thêm một món nữa về cá ngừ. Thì hy vọng là những món ăn của Tú sẽ làm hài lòng với chị. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Văn Tú ạ. Và quý vị ơi, không biết là quý vị đứng ở dưới thì quý vị có nhìn được rõ không, hoặc quý vị có cảm nhận được rõ không? Nhưng mà riêng với Minh Thu đứng ngay bên cạnh siêu đầu bếp Văn Tú thì
thấy là món ăn của anh rất là hấp dẫn ạ. Nó ấn tượng ngay từ cách bài trí ban đầu, những màu sắc được kết hợp với nhau rất là hài hòa và ấn tượng. Và bên cạnh đó thì còn Minh còn cảm nhận được mùi thơm rất là đặc trưng của món ăn nữa ạ. Và chắc chắn là những món ăn này trong ít phút nữa được cống hiến tới quý vị ở đây thì sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là bên cạnh những món ăn được gửi tới quý vị từ các siêu đầu bếp thì Bartender Châu Á 2015, Á quân Bartender Châu Á 2015 anh Dũng Ken đang chuẩn bị như thế nào ạ? Em thấy là nãy giờ thì anh Dũng Ken cũng khá là tất bật với công tác chuẩn bị cho những thức uống để gửi tới quý vị ở đây. Anh có thể chia sẻ về món đồ uống mà anh đang chế biến được không ạ? Vâng, mà trước hết là em rất là vinh dự hôm nay có mặt ở đây để kết hợp cùng các Aerochef hôm nay. Thì em sẽ mang một loại thức uống mà nó sẽ kết hợp với các loại cá và các loại thịt thì rất là hợp. Và nó mang những hương vị rất tự nhiên, ví dụ là bên này bán đúng không? Là hủ tươi cộng với xả chanh đường. Bên cái này bạn, ở đấy này là rượu vodka thì em đã in với cái này của mình sắp xong rồi. Còn khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ được phần là nghĩa là sau khi nói chuyện giao lưu và hỏi khán giả một xíu xong xuôi để mời các bạn về mình xong rồi đúng không? Chấp chuẩn bị nó sẽ kết hợp với cái hương vị khác và làm nên cái một cái combo rất là tuyệt vời. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Á quân Bartender Châu Á 2015 anh Dũng Ken ạ. Và quý vị thân mến ạ, ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sắc được chế biến dưới bàn tay điệu nghệ của các siêu đầu bếp Việt Nam cũng như là bartender nổi tiếng. Và chắc chắn là những quý vị đang có mặt tại đây thì quý vị cũng đang rất là háo hức chờ đợi phải không ạ? Bây giờ thì chúng tôi lại muốn được tiếp tục lắng nghe, chia sẻ cảm nhận của quý vị khi mà chúng ta đang có mặt ngay tại sự kiện ngày hôm nay ạ. Và có lẽ là bây giờ thì mình cũng xin phép là sẽ cùng di chuyển xuống dưới để lại tiếp tục lắng nghe một số những chia sẻ của quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với ai đây ạ? Có lẽ là xin phép là sẽ di chuyển sang bên này để chúng ta cùng nhau giao lưu với một số những thực khách đang có mặt tại đây ạ. Và người tiếp theo mà mình rất muốn được lắng nghe những chia sẻ đó chính là vị thực khách đeo kính ạ. Và bây giờ thì anh có thể giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người được biết về anh được không ạ? Mình là Trọng, thiết kế không gian ở đây và vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi những cái phần trình diễn ẩm thực rất là ấn tượng đến từ hai siêu đầu bếp Việt Nam cũng như là Bartender Châu Á 2015. Vậy thì không biết là tâm trạng của anh bây giờ như thế nào, anh đang có những cảm xúc như thế nào? Rất là hấp dẫn và rất là hồi hộp phải không ạ? Rất là kỳ vọng là lát nữa thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn đầy ấn tượng. Vâng, và ngoài ra thì ngày hôm nay trong một cái không khí rất là đang trong sự kiện đầu bếp trổ tài nhân sự kiện khai trương nhà hàng Aoi Sushi và hải sản Blue, thì không biết là anh có những lời gửi gắm như thế nào, những lời chúc như thế nào muốn gửi tới cho nhà hàng của chúng ta? Với cái hình thức kinh doanh là mới trên đây và các thức ăn thì nó tươi và cái này thì nhà hàng cẩn thận miếng thịt. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục lắng nghe thêm chia sẻ của một vị thực khách nữa được không ạ? Và bây giờ thì có lẽ là Minh Thu sẽ mời cô gái xinh đẹp đang đứng ngay bên cạnh đây ạ. Thôi ạ, xin mời chị gái ơi. Dạ vâng ạ, chị có thể qua bên này để chia sẻ một chút được không ạ? Được biết là ngày hôm nay thì chị gái cũng là một khách mời được đến tham dự sự kiện này. Và chị đã có mặt tại đây từ rất là sớm rồi. Nên là chương trình cũng rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ của chị ạ. Chào anh với chị. Tôi xin giới thiệu tôi là Thu Thơm. Ở công ty bê tông tuổi trẻ Nam Phúc, hôm nay rất vinh dự đến tham dự chương trình để khai trương và ấn tượng nhất là cá to và cách pha chế công tài rất tuyệt vời. Bên cạnh đó thì có anh Tín cũng là những người mà nấu món ăn tây rất là tuyệt. Chị này chúc cho nhà hàng bên em phát triển tốt hơn, thật tốt, kinh doanh ngày càng phát đạt. Vâng ạ, cũng xin được cảm ơn những lời chúc tốt đẹp gửi tới cho nhà hàng của chúng ta đến từ anh ạ. Và quý vị thân mến ạ, cũng cùng lúc này thì quý vị có thể quan sát thấy là các siêu đầu bếp của chúng ta họ cũng đã vừa hoàn thành xong phần trổ tài ở trên trước khi mà chúng ta cùng tiến vào phía bên trong các phòng để chúng ta cùng thưởng thức những món ăn độc đáo ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị sẽ cùng thử nếm thử những món ăn được gửi tới quý vị đến từ siêu đầu bếp Văn Tú ạ. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng với chúng tôi sẽ cùng thưởng thức thử một số những món ăn mà đã được chế biến ngay tại khu vực sân khấu của chúng ta ngay bây giờ đây ạ.
Và chúng ta đã đến từng cocktail rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những món ăn đến từ siêu đầu bếp Thắng Tú ạ. Vâng, quý vị thân mến, quý vị có thể thấy là những siêu đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay họ đã có mặt tại đây từ rất là sớm và đã có một phần chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi mà chủ tài thể hiện chế biến những món ăn này gửi tới cho quý vị. Và điều này có thể thấy được tâm huyết của người đầu bếp đúng không ạ? Cũng như là thể hiện được những tình cảm mà họ đã gửi gắm tới cho nhà hàng Aoi Sushi cũng như hải sản luôn trong dịp khai trương nhà hàng này. Và mình cũng quan sát thấy là những thực khách ở dưới kia cũng đang rất là háo hức để chờ đón những món ăn độc đáo đầy tính sáng tạo đến từ các siêu đầu bếp của chúng ta. Và ngay bây giờ thì những nhân viên nhà hàng sẽ phục vụ những món ăn này gửi tới cho quý vị. Và chúng ta sẽ nếm thử một chút ạ, trước khi mà chúng ta cùng vào phía bên trong để cùng dùng tiệc chính của nhà hàng ạ. Vâng, rất là kỳ công phải không ạ? Để có thể làm được nên những món ăn này thì đòi hỏi rất là nhiều sự tâm huyết cũng như là sự đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo đến từ những siêu đầu bếp. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nếm thử những món ăn đến từ siêu đầu bếp Nguyễn Thanh Tú. Dạ, quý vị ơi, quý vị thấy những ly cocktail này như thế nào? Có vừa miệng mọi người không ạ? Thật ra những cái ly cocktail này khi chúng ta kết hợp cùng những món ăn về hải sản của Nhật Bản thì cũng rất là tuyệt vời. Và trong khi em thì hiện tại em đang hơi rảnh rỗi rồi, hiện tại là cái phần việc nặng nhọc nhất là dành cho hai Iron Chef của chúng ta. Thì quý vị cũng muốn xem một chút ba nơi biểu diễn không ạ? Có muốn xem không ạ? Có. Chắc chắn là những quý vị ở đây đang rất là hào hứng đến từ Á quân bartender châu Á 2015 anh Dũng Ken ạ. Vậy thì xin mời anh hãy cùng chủ tài pha chế để quý vị ở đây có thể được nhìn lãm được không ạ? Vâng, và anh sẽ xin biểu diễn qua một chút xíu thôi. Thật ra ngoài kỹ năng về pha chế thì ba đơn cũng có những kỹ năng biểu diễn. Thì trong quầy ba khi mà quý vị đến quầy ba ở dưới Hà Nội thì quầy ba đơn sẽ có rất nhiều cái tay này. Thì đây là một trong những tay lẹ lẹ thôi ạ. Minh Hải của chúng ta cũng vừa hoàn thành xong một món ăn được chế biến với nguyên liệu là cá ngừ. Và chúng tôi cũng rất là muốn là mời hai khách hàng, hai vị khách sẽ cùng tiến lên đây. Em xin mời chị ạ. Rồi, em xin mời các chị có thể cùng nhau nếm thử món ăn mà siêu đầu bếp Minh Hải đã vừa gửi tới cho chúng ta. Và sau phần này thì quý vị sẽ được cùng theo dõi phần chủ tài pha chế đến từ bartender Dũng Ken ạ. Quý vị hãy cùng hồi hộp chờ đón những bất ngờ tiếp theo chúng tôi dành tặng cho quý vị nhé. Vâng, rất là hồi hộp phải không ạ? Không biết là những thực khách của chúng ta sau khi họ được trải nghiệm nếm thử món ăn này thì họ sẽ có những cảm nhận, những đánh giá như thế nào đấy ạ? Và không biết là ở phía dưới thì quý vị đang cảm thấy ra sao? Còn riêng với bản thân Minh Thu khi mà đứng ở gần khu vực bếp như thế này, chúng tôi cảm thấy rất là rõ được hương vị, mùi hương đặc trưng của các món ăn, cũng như là nhìn được rất là rõ cái cách bài trí các món ăn đến từ các siêu đầu bếp ạ. Quả thực là vô cùng ấn tượng ạ. Và chắc chắn là lát nữa khi mà quý vị vào phía bên trong nhà hàng của chúng ta để cùng thưởng thức những món ăn này thì quý vị cũng sẽ chắc chắn là sẽ có được cho mình những cảm nhận rất là riêng, rất ấn tượng, rất độc đáo về những món ăn này ạ. Bây giờ thì các thực khách của chúng ta có thể chia sẻ một chút những cảm nhận của mình sau khi mà nếm thử món ăn được không ạ? Em mời anh ạ. Xin chào tất cả các anh chị, tôi tên là Trần Văn Bắc, tôi đang làm việc từ Nam Định, tỉnh Bình Định. Hôm nay được dự lễ grand opening của RNC, rất là tuyệt vời, các món ăn rất là ngon. Mời tất cả các quý vị lên đây để thưởng thức. Bye.
chị em đào lên với một cái hàng ở Nguyễn Văn Tú. Tôi tin rằng đây sẽ là một cái địa chỉ tin cậy để cho không những người những các khách ở Vĩnh Yên mà còn ở mọi nơi có thể tìm đến đây để chuẩn bị những món ăn ngon nhất. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị thân mến ạ, chúng tôi muốn mời quý vị hãy tiếp tục hướng về phía của sân khấu ạ, để cùng theo dõi phần trổ tài pha chế đến từ bartender của chúng ta. Cũng như là nếu như quý vị nào muốn được thưởng thức, từ nếm thử món ăn được chế biến từ cá ngừ đến từ siêu đầu bếp Minh Hải, thì xin mời các anh chị có thể tiến lên phía trên này để chúng ta nếm thử những món ăn ạ. Và cũng xin được thông báo là đây mới chỉ là những phần dạo đầu thôi ạ. Và ít phút nữa thì quý vị hãy hướng về phía sân khấu để cùng theo dõi phần trổ tài pha chế đến từ bartender Dũng Kem. Xin quý vị một chào tay được không ạ? Mình đổi nha, không mạnh một tí nữa ạ. Dạ xin mời bộ phận lễ tân và bộ phận hậu cần có thể cho chúng tôi một chút nhạc lên ạ, để tạo một cái không khí sôi động trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? Thật ra thì Vĩnh Yên là cái quê hương nội của em, nhưng mà em sống Hà Nội khá lâu rồi. Hôm nay rất là vui được khi trở lại Vĩnh Yên. Alo. Alo. Có thể thấy là tài năng rất là nhiều nghe đúng không ạ? Alo. Những động tác rất là nhiều nghe. Không sao em, có gì không? Anh đang làm mà, giờ này đang làm mà. Đã rất là hồi hút quý vị ở đây. Tôi cảm thấy là quý vị ở đây không thể nào rời mắt khỏi Mình chưa xong, chắc tối mới xong rồi. Hôm nay khách hứa sao, có việc gì không? Và quý vị ơi, hãy đừng ngần ngại để dành những tràng vỗ tay khích lệ tinh thần cho bartender. Thì thôi, để tối nói chuyện nhé. Và ít phút nữa thì siêu đầu bếp Văn Tú cũng sẽ có phần trổ tài gửi tới quý vị với những động tác, những kỹ năng rất là tiêu luyện trong nghề bếp ạ. Nên là quý vị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, sẽ còn rất nhiều những phần tiếp theo mà chúng tôi đang chờ đón để dành tặng cho quý vị đấy ạ. Và có thể thấy là mỗi người đầu bếp hay là bartender đều như là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu phải không ạ? Và bên cạnh việc là mang tới những món ăn ngon, những đồ uống độc đáo gửi tới quý vị, thì với phần trình diễn của họ cũng chính là những động tác biểu diễn về nghệ thuật phải không ạ? Và những động tác rất là nhanh, rất là ấn tượng. Và chúng ta có thể cảm thấy là đây không chỉ là một bartender mà còn là một người nghệ sĩ xiếc phải không ạ? Một nghệ sĩ xiếc tương ứng ạ, rất là ấn tượng. Tắt nữa thì chắc là tôi sẽ phải phỏng vấn anh Dũng Ken xem là anh có công tác trong ngành xiếc không ạ? Tại sao anh lại có những động tác chuyên nghiệp như vậy đấy ạ? Vâng ạ, xin được dành một tràng vỗ tay cho bartender Dũng Ken được không ạ? Và bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại để đến với phần trổ tài đến từ siêu đầu bếp Nguyễn Văn Tú ạ. Để rượu đâu cho cháy. Đâu. Vâng ạ, quý vị thân mến ạ, bây giờ quý vị đang cảm thấy thế nào ạ? Quý vị đứng gần với cả anh Tú và cảm thấy là ở đây thì nó toát ra một cái hương thơm rất là khó cưỡng ạ. Hương thơm đặc trưng đến từ các nguyên liệu của chúng ta trong món ăn này. Anh Tú ơi, anh đã sử dụng nguyên liệu gì cho món ăn này để anh có thể chia sẻ được không ạ? Nguyên liệu thì đơn giản lắm, chỉ là thịt bò Mỹ thôi ạ. Rất là cái miếng thịt bò Mỹ nó rất là gần gũi với cả người Việt bây giờ ấy. Cái bò Mỹ này thì ra cái phần cắt của thịt bò thực sự nó rất là giá cả rất vừa phải, tầm 200-200 ngàn thôi. Nhưng mà làm tôi sẽ làm một cái món thực sự để mọi người ăn. Không hiểu vừa rồi anh chị ăn thưởng thức cái món bò đấy thì có cảm nhận thế nào? Quá ngon. Dạ thế nào ạ? Quý vị vừa thưởng thức nếm thử một chút trong một phần ăn của món bò mà siêu đầu bếp Minh Tú đã gửi tới quý vị, thì quý vị thấy sao ạ? Quá tuyệt vời phải không ạ? Và bây giờ thì anh đang tiếp tục thể hiện tài năng của mình với một món ăn tiếp theo cũng sử dụng nguyên liệu chính đó là thịt bò Mỹ. Và bên cạnh đó thì anh đang khéo léo kết hợp với cả những loại gia vị đặc trưng của Việt Nam phải không ạ? Những loại gia vị rất là gần gũi. Tuy nhiên thì Minh Tú thấy được ở đây có một sự đột phá, một sự sáng tạo khi mà anh đã sử dụng rượu vang trong phần chế nước sốt ạ. Anh Văn Tú có thể chia sẻ một chút về cách mà mình kết hợp giữa rượu vang với cả món ăn này được không ạ? Thực ra thì món ăn thì cho không phải là món ăn Âu hay Á hay là Nhật, từ tất cả đều có sự cái sự mà pha trộn đồng nghĩa với việc làm sao sự kết hợp nó phải hài hòa.
thì ở cái món thịt bò đã rất là ngon rồi, mình cộng thêm, mình cho thêm một chút cái sốt rượu vang vào nữa thì nó làm cho cái hương vị nó sẽ ngon hơn nữa. Có phải là người ta gọi đây là fusion đúng không ạ? Vâng ạ, và một sự kết hợp rất là ấn tượng với những nguyên liệu quen thuộc mà quý vị vẫn thường có thể tìm thấy ở chợ hay là siêu thị. Chúng ta biết hợp với cả những loại gia vị, những loại nguyên liệu quen thuộc đặc trưng của Việt Nam và có một chút nhấn nhá với rượu vang để tạo nên một loại nước sốt đặc biệt cho món ăn này. Và chắc chắn là đây sẽ là một món ăn mà thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thực khách đang có mặt tại đây. Ít phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ được nếm thử món ăn này. Và vì tôi thấy là những quý vị ở đây thì đang rất là hồi hộp cũng như là háo hức để chờ đón thành quả mà sư đầu bếp và con túi mang lại cho chúng ta đấy ạ. Và cũng từ lúc đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục mời quý vị có thể tiến về sân khấu này để cùng với chúng tôi thưởng thức những món ăn được chế biến từ cá ngừ đến từ sư đầu bếp Vĩnh Hải. Cũng như là nếu như quý vị có muốn thưởng thức thêm những ly cocktail thì quý vị có thể liên hệ với cả bartender của chúng ta để có thể có cho mình những trải nghiệm độc đáo với những món ăn và những thức uống đặc biệt tại đâu. Dũng ơi, cầm chuẩn bị. Vâng ạ, quý vị thân mến ạ, ngay bây giờ thì món ăn tiếp theo đến từ siêu đầu bếp Nguyễn Văn Tú sẽ được gửi tới quý vị. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị là hãy tiếp tục hướng về phía sân khấu để cùng với chúng tôi sẽ cùng thưởng thức món ăn đặc sắc này. Và sau phần này thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc thân mật đến từ nhà hàng gửi tới tất cả quý vị. Vâng ạ, vậy thì chúng tôi cũng muốn là mời quý vị hãy lắng lại tại đây, quý vị đừng rời đi đâu cả vì chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn đặc sắc này ngay sau đây. Và có thể nói là để tạo được những món ăn thật độc đáo, thật ấn tượng và chinh phục những thực khách, kể cả những thực khách khó tính nhất thì đòi hỏi sự nghiên cứu, sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, rất là công phu đến từ những người đầu bếp của chúng ta, phải không ạ? Họ chế biến những món ăn không chỉ bằng những kỹ năng trong nghề bếp mà còn bằng cả chính tâm huyết cũng như là tình yêu của họ dành cho nghề bếp. Và ngày hôm nay thì những đầu bếp của chúng ta có mặt tại đây để cống hiến tới cho quý vị rất nhiều những món ăn độc đáo đầy tính sáng tạo và góp phần mang ẩm thực của đất nước mặt trời mọc gửi tới cho tất cả quý vị ở đây, giúp cho quý vị có được những trải nghiệm ẩm thực chân thực và ấn tượng nhất ạ. Vâng, cách thức bài trí món ăn cũng rất là đẹp. Anh Tú ơi, có thể chia sẻ là vừa rồi chúng ta có xì lên đó một chút nha. Đây là một loại dầu lấm chóc phô, là một loại lấm mà đắt nhất thế giới. Người ta gọi đó là viên kim cương ở trong nhà bếp. Đó là cái dầu này là một cái loại dầu của cái lấm đó. Đã xịt lên khi trước khi mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái hương vị, mùi rất thơm trong món ăn. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tú vì hôm nay đã mang tới đây rất nhiều những cái điều ấn tượng, điều bất ngờ thú vị. Có thể nói là những tinh hoa ẩm thực anh đã mang tới đây để cống hiến tới cho quý vị ở đây ạ. Và quý vị thân mến ạ, bây giờ thì chúng ta xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món ăn này. Và đây mới chỉ là những cái phần dạo đầu thôi ạ. Khác nữa là chúng ta sẽ còn một bữa tiệc thân mật nữa mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị để cùng chung vui cho sự kiện khai trương của nhà hàng Aoi Sushi của chúng ta. Và có lẽ là cùng lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động không khí ngày hôm nay bằng một cái điều rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ cùng nâng ly khai tiệc, có được không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả những quý vị đang có mặt tại đây ạ. Xin mời các nhân viên là hãy chuyển những ly rượu tới cho các thực khách của chúng ta để có thể cùng nhau nâng ly và khai tiệc trước khi cùng chính thức đến với bữa tiệc đặc biệt ngày hôm nay ạ. Em ơi, đổ rượu cho em ơi. Vâng ạ, và chúng tôi cũng xin được mời ông Đỗ Văn Tám ạ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Thăng Long Xanh ạ, hãy tiến về phía sân khấu đi ạ. Và cũng xin được mời anh Trần Duy Tân, tổng quản lý, tổng bếp trưởng nhà hàng Aoi Sushi và hải sản Blue. Và xin mời Á quân bartender châu Á 2015 anh Dũng Ken ạ, quay lại sân khấu đi ạ. Vâng ạ, anh Tân đâu rồi ạ, anh Tám đâu rồi ạ, xin mời hai anh ạ quay trở lại sân khấu đi ạ. Và không biết là các anh đang ở khu vực nào thì cũng xin được mời các anh sẽ quay lại sân khấu để đại diện cho ban lãnh đạo công ty sẽ cùng với các siêu đầu bếp và bartender của chúng ta nâng ly chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì để cho không khí của chúng ta thêm phần sôi
quý vị ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau hô vang được không ạ? Quý vị hãy cùng nâng thật cao những ly của ly rượu của mình lên ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau hô 1 2 3 yo, 2 3 yo, 2 3 chúc mừng khai trương, để cùng gửi những lời chúc tốt đẹp tới cho nhà hàng của chúng ta được không ạ? Quý vị ơi, bây giờ thì quý vị hãy cùng với chúng tôi hô thật to. Và chúng tôi đang sẽ càng thể hiện những tình cảm dạt dào của quý vị dành tặng cho nhà hàng trong sự kiện khai trương ngày hôm nay đấy ạ. Quý vị ơi, bây giờ tôi muốn nhìn thấy những ly rượu của quý vị ạ. Quý vị nâng thật cao ly của mình lên được không ạ? Và anh Tám đâu rồi ạ? Và anh Tân nữa ạ? Tổng quản lý và tổng bếp trưởng nhà hàng đâu rồi? Rồi, rồi, ok. Tám bằng tiếng khác ạ. Dạ vâng ạ. Nếu như mà có thể được thì xin mời anh Tám có thể quay trở lại sân khấu được không ạ? Để chúng ta cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự kiện ngày hôm nay ạ. Ở phía dưới thì quý vị nâng thật cao ly của mình lên ạ. Minh Thu sẽ hô 1 2 3 yo, 2 3 yo, 2 3 chúc mừng khai trương ạ. Khi đến cái đoạn chúc mừng khai trương thì quý vị nhớ được bận rồi. Vâng ạ, quý vị ơi, nâng thật cao ly của mình lên ạ. 1 2 3 yo, 2 3 yo, 2 3 chúc mừng khai trương. Đã diễn ra thành công rất đẹp ạ. Vâng, xin chúc mừng tất cả quý vị, xin chúc mừng cho nhà hàng của chúng ta. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời các đại diện của nhà hàng cũng như là các siêu bếp có thể xuống phía dưới này để cùng nâng ly chúc mừng cũng như là chúc rượu tới tất cả quý vị quan khách ở đây. Và sau phần này chúng ta sẽ cùng tiến vào phía bên trong nhà hàng để thưởng thức những món ăn cũng như là những thức uống đặc biệt trong sự kiện khai trương nhà hàng Lava Sushi và Hải Sản Blue Moon. Chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc ngon miệng. Chăm chăm nhá. À chị. Hello. Xin chào. Dạ. Zoom được ha. Rồi đây đây đây. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Sashimi đi chú ơi. Monkey đâu, monkey đâu? Ờ, đấy, đứa làm này, đứa làm bên kia. Chết rồi. Cái này được rồi này. Không, cái này 6 miếng. Dạ. Mời cả nhà.